cái gì vậy? Ba đâu là dục đó à? Mà còn nhiều thứ cần phải cải thiện. Nhưng mà quan trọng nhất cái gì? Chúng ta cần phải biết là nhu cầu của nữ kia hơn cái gì. Coi sáng giờ ba lần rồi hả? Bốn lần. Coi gì mà coi dữ vậy? Hay quá em. Trời ơi, nghề nghiệp của anh mẹ. Anh sống chết vì nghề đó. Em, công nhận anh mặc vô bộ đồ rồi đẹp. Nó mù lon vui quá. Cô tôi nó mù lon. Công nhận anh mặc bộ đồ đẹp quá. Đẹp quá ha. Cái này còn đẹp hơn nữa nè. Dạ. Xuống kho lấy giùm em cái nồi. Nấu chè cho mấy đứa nhỏ. Cần liền hả? Ừ. Hey. Hả? Cái gì? Bị gì? Chứ cái gì? Không á. Thôi bà nói. Cái giờ này mà không hết cái gì? Trời đất ơi. Không có ấy. Mệt quá. Cái gì ho sặc sụa vậy hả? Đánh cho bây giờ. Đâu đã về con? Ba. Hôm nay bạn con á chỉ con bói bài. Con có thể bói tương lai của ba. Mình nhứng cái bài như thế này luôn nè. Biết bói nữa. Bói thử coi. Dạ. Để coi khi nào ba có tiền nha. Khi nào mua được xe mới nha. Nè, nếu ba rút được con ba rô, ba sẽ giàu to luôn. Bảo đảm của ba rô liền. Vô. Rút đi ba. Rút. Ba rô nha, ba rô nha. Ba rô. Oh no. Lá bài tử. Ba sắp chết đây đó. Mày làm lại. Thôi, ba tự xào luôn đi. Đúng rồi. Không sao chết được, chết con. Bảo đảm cái này ba rô rồi nha. Rồi. Cầm. Bà rô. Hai lá bài tử. Bà sắp chết rồi đó. Bà chết hai lần. Số ba nhỏ quá à. Số ba nhỏ quá à. Ủa, bà còn sống được bao lâu vậy? Đủ thời gian để xuống lấy cho em cái nồi. Lấy xong thì chết cũng còn được mà. Quên. Đi theo ba, vô lấy nồi. Dạ, ba. Dạ. Đi theo ba. Dịch, ở lại đây giúp mẹ. Ra đây con. Dạ, mẹ. Đấy, thôi con đi vô ba. Đây con. Bỏ này vô đây cho mẹ, mau. Lấy cái này bỏ vô đây. Qua đây. À, giỏi quá ta. Đây, theo ba. Đi cẩn thận nha con. Làm cái gì cũng phải cẩn thận, ngó trước ngó sau hết á. Ủa ba. Cái này là cái gì vậy? À, cái này á là cái bình hàn xì. Coi vậy chứ nó nguy hiểm lắm đó. Nó giống như là trái bom nổ chậm vậy đó. Hả? Vậy là ba sẽ bị nổ tung luôn. Sao nổ tung được? Ba của con cẩn thận. Lúc nào cũng phải cẩn thận thì làm sao nổ tung được. Cho nên không bao giờ mà có chuyện mà xảy ra. Ba, có sao không? Ôi da. Không sao. Gì ba? Gì vậy? Cái gì đó sột sạt trong người ta. Cái gì vậy? Không lẽ hồi sáng này radio mới thông báo là có một con cáo nó sủng chuồng. Hả? À. Cái gì vậy? Cái thằng này chạy đâu vậy? Hả? Ba nghĩ chắc không phải con cáo đâu, mà là con chuột thôi. Nếu không phải là con chuột mà là con rắn sao? Bậy, đừng giỡn cái này kỳ lắm nha. Không có được nha. Giỡn không vui á, đừng giỡn. Nếu không phải con rắn là con chăn khổng lồ. Mày cái thằng này giỡn tao bi tao bà không à? Không phải rắn trăng đâu. Bảo đảm luôn, con chuột. Mà con chuột khổng lồ á. Con chuột hay cắn con rít á. Con rít phá đó. Ừ, cắn nó được. Đi à. Ông bà là không? Chạy về vừa thôi. Chạy rồi nhau đâu này nhau đâu kia à. Bữa nào chắc mẹ phải để vật cản đó cho anh ốc anh chạy cho nó đỡ nhanh á. Hồn à. Con. Dạ. Dích. Giờ tới phần con nha. Hôm nay nè, bạn bè con tới nè, mẹ tính vậy được không? Trước tiên thì sẽ cho bạn con ăn bánh xèo. Yeah! À, còn cái này là còn vui nữa nè. Bây giờ mẹ chuẩn bị sẵn rồi nha. Kéo nè, rồi giấy nè. Hôm nay nè, tất cả mọi người chúng ta ngồi xuống mình cắt thủ công nha. Mình cắt ha, từ giấy nè, mình cắt thành cái nhà nè, rồi máy bay nè, rồi lều nè. Vui không? Vui hả? Thôi mấy trò đó, con không chơi đâu, chơi quá chán quá. Cắt thủ công thì vui sao mà chán nữa. Mẹ của bạn con á mua nguyên một cái lều, tụi con chui vô trong nó chơi luôn. Nè,
dựng lều giống như hôm bữa đi qua nhà bạn chơi chui rồi quýnh lộn quýnh lạo. Không có được, không có chơi cái trò đó nữa. Hôm nay tụi con phải ngồi chơi một cách nhẹ nhàng thôi, là phải cắt giấy thủ công và ăn bánh xèo, biết chưa? Dạ con biết rồi. Rồi lên tắm đi con. Dạ. Nhớ gọi đồ kỹ kỹ vô nha. Dạ. Trà tân trà trà tây nghe chưa? Dạ. Em phải nồi đấy không? Đúng rồi đúng rồi, đúng cái nồi này rồi. Rồi rồi rồi. Giỏi. Vậy là một tin tốt rồi. Bộ có tin xấu theo sau sao? Thì cũng có. Có thôi, gì? Thôi không nói đâu. Anh ơi, anh đừng có nói là anh vừa làm nổ gì dưới kho nha. Cái gì nổ? Không phải hả? Không nổ hả? Không phải. Thôi chết rồi, cái nồi của em. Anh đừng có nói, anh gài 1000 mã lực vô banh cái nồi của em nha. Nữa. Lúc nào cũng nói quen người ta không mà em. Chứ chuyện gì? Nó có một cái tin xấu đó. Là có chuyện gì? Nhưng mà anh sợ nói ra em chịu không nổi thôi. Cái gì mà nói ra mà em chịu không nổi? Ghê vậy anh? Vậy thì anh phải nói chứ. Chuyện gì? Thì em. Hả? Dưới cái kho của anh á. Ừ. Hình như làm như có cái con gì mà nó lông lá. Cái con gì mà nó có dần với là chữ thịt luộc á. Trời, cái gì mà cái con dần với thịt luộc? Bạch tuộc hả? Không, phải bạch tuộc. Tuộc nó viết hả? Không phải. Chứ cái gì? Nó dần với là cái phim gì mà Mickey á. Cái gì mà lông lá rồi bạch tuộc rồi Mickey. Bạch tuộc. À, con chuột. Con chuột phải không? Em làm gì thế ghê vậy? Trời ơi, tại sao anh không nói? Nãy giờ thì lên là nói con chuột nữa rồi, còn mà đặt vòng vòng lông lông lá lá cái gì? Con chuột nó ở đâu? Giờ nó ở đâu? Nhưng mà em làm gì em sợ chuột vậy? Em sợ nó nhất trên cái đời này anh ơi. Anh nghĩ coi, con chuột nha, nó vừa hôi nè, nó vừa dơ nè, nó vừa chạy vòng vòng nhà nè, nó phá nát nhà nát cửa ra. Trời ơi, em sợ nó lắm. Trời ơi, em diễn tả cái đó giống ba đứa nhỏ nhà mình vậy. Thì đó. Mà sao em không sợ? Trời ơi, thì ba đứa nhỏ em cũng sợ nó như sợ chuột vậy. Anh thấy không, anh hầu từ sáng đến tối mệt muốn chết luôn à. Vậy hả? Bây giờ nó ở đâu, con chuột nó ở đâu? Bên kho nó. Thôi bây giờ em đây đi. Anh chạy đi mượn cái bẫy chuột đem về giết nó chết. Đừng. Sao vậy? Em nói là em không thích con chuột, nhưng mà anh đừng có bẫy cho nó chết, đừng có giết nó. Vậy thôi bẫy thôi, không giết, đem đi mượn. Bẫy mà làm sao không giết được? Thôi anh đi mượn. Hai. Chú Tám. Chú Tám. Chú Tám cho cô mượn cái bẫy chuột nhân đạo đi. Ở nhà thằng Âu có chuột hả? Hình như dứt cũng nghe sột sẹt cái tiếng chuột rồi đó. Giờ con sợ quá à. Trời ơi, nỗi sợ là hoàn toàn tự nhiên. Ai cũng phải sợ cái gì đó. Ủa vậy chú Tám sợ gì? Tôi hả? Dạ. Ôi, tôi có một nỗi sợ thầm kín. Tôi sợ hiện thực ta nằm trong giấc mơ một ai đó. Và khi người đó thức dậy, ta không còn tồn tại nữa. Vậy là con không nói chuyện này cho ai nghe hết. Đây đây, trở lại cái vụ bẫy đi. Dạ. Hả? Còn thấy chuột trong bếp hả? Dạ không, đây dưới kho á. Kho? Dạ. Con nghe tiếng cào gỗ à? Dạ không nghe cào gỗ. Mà con nghe cái gì mà... Sọt. Dạ. À, vấn đề đây không phải là chuột đâu. Vấn đề đây là rắn à. Rắn gì chú Tám? Ừ. Ở thành phố mà làm gì có rắn? Trời ơi, vậy con sợ rắn hả? Dạ. Nó sợ. Thì hồi đó là cả khu này á, hồi đó là rừng mà. Đó, khi con người lấn chiếm cái chỗ ở của tụi đó rồi á, cái tụi đó trở thành rắn thành phố. Trời ơi. À, như vậy là cô nghĩ là ban ngày á, rắn nó vô thành phố làm việc. Xong rồi tối nó về rừng nó ngủ. Rồi sáng cái nó vô thành phố tiếp hả? Trời ơi, kia mất công vậy. Đường xa giờ kẹt xe này đó, rồi rắn nó bò ra đường cho xe cán nó chết hả? Chứ mệt vậy. Nó ở ngay tại đây luôn nè. Có khi nó ở trong kho nhà cậu hay là ở sân sau của cái nhà hàng xóm nào đó. Ê, nó nghe nha. Xóm mình nó có người đang phối giống rắn á. Đó, chỉ cần có một thùng cặp tông với lại một cái bóng đèn là đủ à. Trời đất ơi. Ai mà khùng biến thái vậy sao tự nhiên đi nuôi rắn chú Tám? Khùng cái gì trời. Rắn sạch sẽ dễ nuôi nữa. Và lại thịt của nó hả? Rất chắc, thấy rất thơm ngon. Ê, chuyện nào đó, tôi cho con một cái bẫy rồi cho nên bẫy được con rắn đó, cậu kêu tôi nghe không? Tôi làm rắn bầm xúc bánh tráng hay là tôi rắn hàm xả cậu ăn. Trời ơi, ngon quá cháy luôn á. Ngon, ngon lắm. Em ơi. Ủa anh, sao rồi? Cái chuyện cái con chuột ra sao? Anh gặp chú Tám rồi. Ừ. Chú Tám chứ nói hình như nhà mình không có chuột đâu. Không có chuột hả? Ờ. Ủa nhưng mà... Vì chứ hồi nãy anh thấy gì dưới kho? Thì anh thấy cái con gì mà nó bò qua bò lại đó. Thôi chết rồi. Hay là không phải chuột nhắt? Mà là chuột cống. Gì chuột cống? Có chuột cống đâu? Chứ là cái gì? Chắc rắn à. À! Cái gì? Đâu? Đâu? Đâu là cái gì? Rắn. Anh vừa mới nói á. Thì anh nói chơi thôi mà em làm anh tưởng thiệt. Gì vậy? Trời ơi, làm hết hồn à.
Chơi cái gì? Nãy giờ coi như là chuột không có mà rắn cũng không có nữa phải không? Ờ. Rồi sáng giờ anh lừa dối em đó hả? Anh giỡn cho em vui mà. Giỡn cái gì kỳ cục vậy? Làm sao đừng có giỡn vậy hết hồn à? Rồi rồi không giỡn đâu. Mẹ ơi. Gì con? Con tìm được cái gì nè? Tìm gì? Cái này là mẹ thích lắm á. Cái gì vậy? Cái này nè. Dạ. Để giùm em. Ba. Gì con? Ba có biết con rắn hổ mang chúa không? Sao con? Con đó nọc độc của nó, nó có thể giết 10 người trong cùng một lúc luôn á. Phá cái đây cho mẹ, đưa cái bông cho mẹ. Phá phách không à. À con. Con có thấy cái ông diện bò ở dưới á, tìm được gì không? Có thấy gì chưa? Dạ chưa. Sao nãy giờ tìm chưa thấy gì hết hả? Dạ. Sao vậy? Kệ đi, để cho ông tìm cho kỹ vô. Có cái da rắn là phải có rắn. Nhà mình con nít đầy hết trơn á, phải tìm cho ra chứ không thôi nguy hiểm lắm á. Ờ, nguy hiểm lắm à. Ờ ba. Gì? Hồi nãy chú diệt bọ mượn ba cái tu bích đó. Sao con không lấy đưa chú đi? Gì á? Chú đó, cái này là đồ nghề của ba mà. Ba nói cho tụi con đụng vô. Trời, cái thằng quý. Ba lấy, ba đưa đi. Xách lên tới đây rồi không đưa cho người ta mượn rồi đem lên tới đây nữa. Mà tụi giúp mấy cháu, 6 cháu hay 4 cháu? Cái nào cũng được á ba. Đưa cho người ta đi. Thôi để lấy cho kịp kịp. Muốn gì đâu, để lấy, chịu lấy. Để lấy cho người ta đi, cằn nhằn hoài lấy. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Sao giống phim bộ vậy? Vậy là không có rắn hả? Đúng vậy, tôi không thấy. Có nghĩa là không có. Trời ơi. Rồi ơi, thằng này quỷ. Vậy là chắc chắn là trong nhà tụi tôi là không có rắn hả? Chắc nó chạy ra ngoài rồi đó. Ồ. 9 trên 10 lần là nó đã đi ra ngoài. Vậy đi ra ngoài 9 trên 10 lần. Còn lần cuối cùng sao? Còn một lần cuối cùng à? Ừ. Cái đây là mới là vấn đề nè. À. Tôi kể cho anh chị nghe một câu chuyện này. À. Buồn cười lắm. anh kể rồi tôi cười. Kể đi. Câu chuyện bắt đầu. À. Những con rắn đó nó xuất hiện ở những nơi rất là lạ. À. Tôi cũng viết thành sách nữa đó. À. Tôi từng thấy những con rắn nó ở trong ấm trà này nè. Trời ơi. Trời ơi. Đó. Sao đâu rồi? Những màu xanh đó. À. Nó có thể lẫn ở trong đó. À. Và còn nữa. À. Nó có thể ở dưới ghế này nè. Cái gì vậy? Và một lần nữa, tôi đã bắt gặp nó ở trong bồn toilet. Trời đất ơi. Anh bắt gặp nó hả? Đúng. Tôi bước vào toilet, tôi quay ngang qua, tôi dỡ cái bồn cầu lên và nó ngóc đầu dậy. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, đừng uống nước nha, đừng uống nước, em sợ quá. Ủa sao mà nãy giờ không thấy gì cười hết đi? Chưa. Tiếp theo. Cái này mới cười nè. Sao? Không có cười thì mình khóc. Những trường hợp mà tôi nói cho anh chị nghe đó. À. Nó hiếm có lắm. Trời. Cười chưa? Cái này mới cười nè. Tự sao hiếm có. Nói chung á, là anh chị cứ yên tâm đi. Nói chung là không có con rắn ở trong nhà hết. Thôi cũng cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn. Thì đó, suốt ngày với ba thằng giặc này tôi rảnh được đâu. Rồi bà chờ tôi xíu nha, thằng giặc Út nó vô rồi, chút tôi gọi lại cho bà nha. Chuyện gì vậy con? Dạ, bạn không muốn về. Tại sao bạn không muốn về? Dạ, bạn ấy rút phải lá bài chết. Anh, lá bài chết nữa kìa. Thằng Út đi. Dạ. Làm gì nhát quá vậy? Ai cũng phải chết thôi mà. Ủa, gì ai chết? Con vô nhà chơi, gì nó chết ghê vậy? Con nhà chơi con. Sao con? Con sợ gì? Con sợ chết. Không có đâu, không có gì đâu sợ. Không có chết đâu sợ. Không, quên mấy cái lá bài đi nha. Chú có sợ không? Không, ba tôi không có sợ. Ba tôi là người dũng cảm nhất thế giới. Yeah, đúng rồi. Nhưng mà ba nói cho tụi con nghe nè. Ở đời đó, cho dù ai dũng cảm cách mấy cũng phải sợ đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải tìm cách xua đuổi cái sợ đi. Mà muốn xua đuổi cái sợ đi là mình phải làm sao? Mình phải làm dữ lên. Cái mặt mình xấu lên cho nó gặp mình nó sợ. Bli.
không có cười là giữ lên, giữ lên nha. Giữ lên, đúng rồi đó. Đúng rồi, giữ lên, giữ lên. Muốn nó xèo hả? Ờ, nhớ nha, phải làm bằng giữ lên, càng giữ nó càng sợ nó bỏ đi. Giữ lên, giữ nữa. Em ơi, hả? Mình mua mấy cái bánh xèo em? Chắc ba cái tôm thịt, một cái nhân chay. Ba cái tôm thịt, một cái nhân chay. Ừ. Ờ, ở đây có ai bị dị ứng tôm thịt gì không đó? Dạ, không á ba. Nó bị dị ứng á ba, nó bị dị ứng hết luôn á ba. À. Đâu có, tụi em có thật đâu mà. À, ok, ok chị, rồi. Ba cái nhân tôm thịt với cái chay. Rồi. Ừ. Chị cho nước mắm nhiều nhiều nha. Dạ, cho phần nửa cay với lại con, phần nửa không cay. Làm xong chưa? Chị, ê, rắn, về con rắn kìa. Im. Hey. Im cái đó. Trời đất ơi, tụi này nhà con rắn mà tụi mày vui vậy? Gì? Anh nói sao? Rắn kìa. Anh thấy rõ ràng hả? Ừ. Thôi chết rồi, đưa cái điện thoại cho em. Em gọi mấy người diệt bọ tới, mau lên, đưa đây. Em tới lấy mà anh đi. Hả? Em tới lấy đi. Anh lấy đi. Em gọi em lấy đi. Anh thấy con rắn trước anh tới anh lấy đi. Chứ mà em cần em lấy đi. Trời ơi, anh là đàn ông mà anh phải lấy chứ. Trời ơi, anh đàn ông cũng biết sợ vậy. Em tới lấy giùm cái đi. Anh lấy, lấy đi. Em lấy giùm anh đi. Trời, thấy chưa? Lấy cái phone còn để nhỏ lấy bắt cỡ không? Cái gì? Anh là ông không lấy bắt tôi lấy sao được? Con nha, number one nha, số 1. Họ tay vô bắt con đám đi ba. Đúng rồi, đúng rồi, bắt đi ba. Bắt đi, ba nói ba là người dũng cảm nhất thế giới mà. Vì vậy ba bắt đi ba. Đúng rồi, bắt đi ba. Bắt đi ba, bắt đi ba. Bắt đi ba, bắt đi ba. Bắt đi ba. Anh. Hả? Anh ơi. Gì? Mấy cái người mà diệt bọ người ta nói là anh dòm vô trong cái vỏ coi còn con rắn trong đó không. Em nói sao vậy? Em gây lộn rồi đó. Sao? Người ta nói là phụ nữ phải dòm vô. Đi nè, đi đi. Không. Nói chuyện với người ta đi. Tại gì? Tôi thường rắn mới sợ phụ nữ. Anh nói chuyện với người ta đi. Hello. Dạ, dạ sao anh? Ờ, thấy chưa? Nói là phụ nữ dòm vô đi, chứ không phải nam. Thôi đừng giỡn, giờ này giỡn cái gì? Anh dòm vô coi có rắn không? Thôi, bây giờ làm sao giúp tôi anh? Hả? Thò cái tay vô. Rồi tìm ngay gần cổ đó. Rồi bắt con rắn. Vậy anh, được không anh? Bảo đảm không? Ờ, rồi. Rồi đó, thò tay vô đi. Thò tay vô đi. Đúng rồi, thò tay vô đi ba. Khoan. Khoan. Nghĩ ra một cách rồi. Cái gì? Từ mỗi lết mà. Bây giờ cái ông này ông biểu tôi á, vậy phải không? Ừ. Anh có cách của anh. Cách làm sao? Con, chạy ra lấy cái túi với ba. Chạy luôn. Cái ba bố nha. Để anh. Cái gì? Thôi, đưa đây, đưa đây. Cái áo gối mà đang giặt mà con. Cởi đi. Trời ơi, đây con cần phụ ba nha không? Bây giờ bà lấy cái rổ, rổ rắn này ha. Bà bỏ vô đây. Còn quấn lại, đem dùng chịu ba nha không? Nha. Thôi, ba tự làm đi. Cởi cái áo cái thằng gửi đi. Hả? Cầm bà đi. Thôi, nhà một bầy đàn ông mà mắc không muốn em làm hả? Trời đất ơi, em thấy mạnh dạn hơn mà. Cảm ơn. Trời ơi. Cẩn thận nha. Ba chưa mà trời vậy. Trời con thấy chưa? Thấy chưa? Con thấy ba của tụi con chưa? Trời ơi, có vậy mà cũng xèo. Vậy mà thiệt. Ba ơi, con gì? Rắn trên vai ba kìa. Hù, giờ này đúng còn hù. Đúng rồi, con rắn trên vai ba kìa. Rắn đầu rắn đừng hù nha. Trời, bây giờ con rắn tao cũng sợ nữa. Sợ gì? Đâu có con rắn nào trong cái vỏ đâu. Nữa. Hết nó hù là em hù. Cái gì vậy? Gì vậy? Trời đất ơi, diễn dở không? Con rắn kìa. Con đây, sữa của anh đây.
Mỗi tối là hết con sữa tới cha sữa nè. Cảm ơn em. Sao rồi? Ngày hôm nay thấy làm sao rồi? Nghĩ tới vụ rắn quê với mấy đứa nhỏ quá. Công nhận cũng hơi quê quê ha. Quá quê luôn. Ba, ba. Ủa? Con làm tặng ba này ba. Cái vậy? Trời, cô làm hết hồn à. Cô làm hả? Dạ. Đây là cái quy hiệu của sự dũng cảm nè em. Ừ, con nó làm tặng anh đó. Nhưng mà ba, ba phải đeo khi quan chương trình nha ba. Chắc chắn rồi. Dạ, vậy chú ba ngủ ngon. Ừ, cảm ơn con, cô cũng vậy nha. Dạ. Qua đây, qua đây. Thơm quá ta, thơm quá ta, uống sách sữa chưa? Rồi. Giỏi vậy ta, thôi đi ngủ đi con ha. Dạ, con chúc mẹ ngủ ngon. Chúc con ngủ ngon. Ừ. Thấy thương chưa? Con đã làm cho anh cái huy chương dũng cảm mà. Thì coi như hôm nay anh cũng bắt được rắn rồi. Nhưng mà em cũng có phần vậy. Anh nghĩ là nếu không có em thì làm sao em làm được gì? Chứ sao? Đời anh mà không có em coi như đời anh vứt đi. Ừ. Thôi chỉ chảnh kìa. Bởi vậy cho nên á, em nghĩ là em phải tự thưởng em một cái gì đó. Chẳng hạn như là đêm nay. Đêm nay là anh phải thưởng em một cái gì đó. Mấy đứa nhỏ nó ngủ hết rồi. Phải thưởng em đó nha. Phải thưởng chứ. Lát lên đấm bóp giùm nha. Như ngày nay nó nhức mỏi quá. Nhớ lên nha. Trời, chị kìa. Người ta làm hề, có cái mũi hề à. Mà tụi con kéo ra như vậy, người ta làm những gì nữa. Đốt, đốt, tìm hoài sẽ không ra một người thứ hai như em. Anh hát được cái miệng không à? Thôi, nói mệt quá. Còn cái tay làm gì đây? Ê, mới tắm xong tay dầu nhớ không mà. Chạy đi. Ba ơi, hai anh tuột quần con. Thấy chưa, thấy chưa? Hết tuột, tưởng như giờ đẹp tuột rồi. Nhưng mà tuột chưa? Chưa. Chưa sao vô mét? Khi là tuột rồi hay vô mét? Hả? À. Nói cái gì? Tụi con chỉ cần nói thôi. Dạ. Ừ. Đó. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi ngay lại. Ngồi ngay lại. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái... Bây giờ là em biết em thích cái gì rồi đó nha. Được rồi. Được rồi. Thôi. Thôi. Trời ơi. Trời. Dạ.